Đi mày cho con một tuần này nữa thôi. Không được. Bây giờ con một là con học, hai là con cho con nghỉ học luôn. Ba ơi, con trả lời đúng mà con không cho con ăn. Em xin học không khác. Học mà khác là cô không dạy nữa đâu. Ô, chào cô. Chào bác. Cho hỏi đây có phải là nhà bác Tèo không ạ? Tôi là Tèo đây. Mời cô ở nhà, cô chờ tôi lâu chưa? Rồi. Mời cô vào trong nhà, cô ơi. Vâng ạ. Cái này tôi tự nhiên. Ở ngoài trời chắc nóng cô nhỉ? Vâng ạ, nóng lắm. Cô uống nước đi, mời cô uống nước đi. Tôi cảm ơn. Cô uống từ thôi nhé. Để tí tôi vào tôi gọi em đó. Rồi tôi cầm cho. Cô cho tôi hỏi cô tên là gì nhỉ? Tôi tên là Tên. Không, ý tôi hỏi cô tên là gì đấy ạ? Tôi tên là Tên. Không, ý tôi hỏi là cô tên là gì để tôi tiện xưng hô ấy. Tôi tên là Tên, Đào Thị Tiên. Tôi biết rồi. Thế bây giờ cô ngồi đây chờ tôi nhá, tôi vào tôi gọi em ấy nhá. Nhưng công nhận là tên cô lạ, độc ấy. Tôi vào nhá. Mà sao ơi? Mà xa à? Cô không biết đi đâu nhỉ? Chắc lại trốn rồi. Mà xa à? Này! Bà! Sao bà biết ngay mà con lại trốn trong đây rồi? Đi bà ra ngoài ơi. Cô giao đến rồi. Bà, cho con nghỉ hút một tuần nữa thôi. Lần này đúng là một tuần thôi ba. Một tuần. Tháng trước con có một tuần, xong này hai tuần, xong cuối cùng là ba tuần, xong cuối cùng cả tháng. Nay một tuần. Không được. Thế con có học không? Đi mà cho con một tuần này nữa thôi. Không được. Bây giờ con một là con học, hai là con cho con nghỉ học luôn. Con học vậy. Đi ra ngoài đi. Mà mắng con mà đừng mắng con mà. Đi ra ngoài nhanh đi, cô đang chờ đến rồi. Nhưng mà ba phải lịnh con đi cơ, mà mắng con. Thôi được rồi, được rồi. Thế con này con trai con học nhá, ngoan nhá, cô giáo này cô đi dễ tính lắm, đi ra ngoài nhá. Nhưng mà con học quá, tối ba phải dẫn con đi mua gấu nhá. Thôi rồi, đi rồi, ngoan ra ngoài. Nhanh con ơi, cô giáo ơi, đây em Masa đây ạ. Trời, lớn rồi mà đi học còn khóc nhè à, hay là để cô trông cho bố giáo nhá. Sửa Masa chào cô đi. Ơi. Đây là cô giáo. Cô giáo mới của con đấy. Cô ấy tên là Tên. Tên là Tên. Thì cô ấy tên là Đào Thị Tên. Ngày xưa nhà cô làm cung tên là bố mẹ cô làm cho cô tên là Tên. Không, nhà cô tên là Tên thật, ba mới đầu ba thử không biết là cô tên. À, thôi vào trong phòng bàn học đi. Rồi cô dạy massage học giúp tôi nhá. Massage bây giờ cô hỏi. Dạ. Cả tháng ngày nay em có ôn bài không? Dạ không hả? Nghỉ hè mà cô, nghỉ hè ai lại học? Nghỉ hè là được chơi mà. Cả một năm học hành vất vả rồi, nghỉ hè lại còn học nữa. Em không đụng vào sách vở đúng không? Dạ. Thế, nhưng mà nghỉ hè vẫn phải học ôn bài chứ. Bây giờ cô học bài toán đơn giản nhất này. Dạ. À chào cô giáo. Ba Đây. Hai cô trò vừa học vừa ăn nhá. Dạ vâng ạ, con cảm ơn ba. Ba ra. Dạ. Để xuống. Giờ học không được ăn. Lúc nào em đoán đúng thì em mới được ăn. Em tưởng học mà ăn mà học chứ cô. Thế bây giờ nha, cô học một bài toán. Vâng. 10 trừ 3 bằng mấy? 10. Em không biết ạ, em quên rồi ạ. Thế bây giờ nhé. Vâng ạ. Ví dụ em có 10 quả cherry, em cho cô 3 quả cherry thì còn mấy quả cherry? Em không thích cho cô đâu. Em thích ăn cherry lắm, em không cho ai cả. Ở nhà em ba em mà để ra, em ăn hết luôn, em không cho ai hết. Không phải là cho thật mà là đây chỉ là giải bài toán thôi. Giải bài toán em cũng không thích cả. Đây không phải cho thật, thế có nghĩa là 10 quả cherry. Ví dụ cô ăn mất 3 quả thì còn mấy quả? 10 quả cô ăn nhưng mà cô đâu có nuốt được không nhỉ? Cứ có 10 quả cô. Thế là ví dụ cô nuốt được cả hạt đi. Cô, sao cô lại ăn cherry thì cô lại nuốt hạt nhỉ? 10 quả và nuốt thì 3 quả. Còn 7 quả cô? Đúng rồi, bây giờ đơn giản hơn nhé. Vâng ạ.
cô giáo ăn á, nuốt cả hạt luôn. Ồ, cô có kẹo ạ? À? Cô cho em kẹo, em trả lời đúng, cô cho em kẹo đúng không ạ? Bây giờ nhá. Cô cái kẹo này ngon lắm ấy cô. Bây giờ nhá. Vâng ạ. Cô có 3 cái kẹo. Vâng. Em cho cô 2 cái kẹo, thì còn mấy cái kẹo? Em không cho cô đâu. Kẹo này, đây bây giờ nhá. Em có 3 cái kẹo đi. Vâng. Cô cho em thêm 2 cái kẹo. 3 cái kẹo, 2 cái. 5 cái cô. Cô cho em. Cái này đúng rồi mà. Thì còn mấy? 5 cái đúng không? Đúng rồi ạ. Tại sao có lợi cho em mà em nhanh thế? Ô đương nhiên cô, con người ta cái gì có lợi cho mình là mình phải nhanh chứ. Không có lợi sao nhanh được. Cô sao lại thưởng cho em quả chê? Em trả lời đúng rồi, cô phải cho em 5 cái kẹo chứ. Cái kẹo này là của cô ấy, kẹo hoa. Nhưng mà cô bảo là cô cho em làm toán đúng rồi, cô phải cho em cô. Cho không. Ăn 2 quả. Em không ăn, cô cho em khóc, em gọi ba em ra. Ba ơi, cô trả lời đúng mà cô không cho con ăn. Vâng ạ, em xin cô. Học không khóc. Học mà khóc là cô không dạy nữa đâu. Vâng ạ. Biết chưa? Vâng ạ. Biết mày đi. Vâng. Mẹ chứ chưa. Đừng, đừng nà. Thắng một cái à. Đòi 5 cái kẹo của mình luôn. Cô, để học tiếp đi cô. Cất đi. Vâng ạ. Học tiếp đi. Vâng ạ. Để hai cô trò mình còn học. Vâng ạ, cô còn kẹo gì nữa không? Thì để em còn cô không? Rồi. Kẹo rồi. Cô đọc bài đi em biết ạ. Chính như năng lượng. Xin chào tất cả các bạn.